với vị đắng nhẹ lại có vị ngọt hậu sau khi nhai. Rau má kết hợp với cà pháo lên men cùng nấm, đậu quyện với nước sốt chua ngọt đã tạo nên món salad chay thật thanh mát trong những ngày trời nóng. Hãy xem đầu bếp Ngọc Nghĩa đã chuẩn bị những nguyên liệu gì. Đầu tiên, chọn rau má đồng cọng nhỏ, màu xanh nhạt, chắc chắn là rau má non. Tiếp đến là cà chua bi, hành tây, nấm rơm, chanh dây cho nước sốt thêm lạ miệng, thêm khóm, ớt. Về chất đạm, quý khán giả cần có đậu hũ và tàu hũ ki, một chút đậu phộng rang, các gia vị cơ bản là gần như xong rồi đó. Và càng không thể bỏ qua thành phần chính là cà pháo lên men của Song Hương Foods để tăng thêm hương vị và độ giòn ngon cho món ăn. Còn bây giờ thì cùng vào bếp thôi! Hôm nay Nghĩa giới thiệu đến quý vị khán giả một món ăn chay: salad cà pháo, rau má, sốt chanh dây. Hôm nay thì Nghĩa sử dụng luôn cái nước mà mình ngâm cái cà pháo để pha vào cho nó có cái vị mặn chua chua ngọt ngọt kèm với cái vị thơm và thanh của chanh dây. Chanh dây thì mình có thể ăn luôn cái phần hạt. Mình đã có hai cái chanh dây lọc lấy nước cốt. Cái phần cà pháo này thì mình sẽ vớt ra, mình để qua một bên. Mình có được cái phần nước sốt ngâm cà pháo, mình cho trực tiếp vô trong nước cốt chanh dây luôn. Và tiếp theo thì mình cho cái phần nước cốt này vào trong chảo để mình nấu cho nó sôi lên. Sau khi mà mình cho cái nước ngâm cà pháo và nước chanh dây vào trong chảo thì mình sẽ điều chỉnh lại cái gia vị cho nó vừa phù hợp với cái món salad của mình. Thì ở đây Nghĩa sẽ cho thêm một chút xíu đường mía, thêm một ít muối hạt để cho cái vị nó được đậm đà hơn. Chỉ đơn giản như vậy thôi là mình đã có được một cái nước sốt salad nó rất là ngon và rất là thơm. Và mình chỉ cần nấu sôi lên như thế này và mình để nguội thì chúng ta đã có được một cái loại sốt để trộn các loại salad rồi. Và bây giờ mình sẽ để qua một bên. Ở đây Nghĩa sử dụng cái chất đạm từ đậu nành, đó là đậu hũ và tàu hũ ki và nấm rơm. Đậu hũ thì mình sẽ cắt lát mỏng, sau đó mình sẽ chiên giòn lên. Cà pháo Song Hương thì các bạn có thể dễ dàng mua ở các trang thương mại điện tử Tiki, Lazada hay Shopee, hoặc là các siêu thị tiện lợi Winmart nè, hay là Bách Hóa Xanh. Tất cả các hệ thống siêu thị đều có thể dễ dàng mua. Đậu hũ các bạn khi mà mình lưu ý mình khi mà mình cho vô dầu để mình chiên thì các bạn đừng có để dính lại với nhau ha, để cho những cái miếng đậu hũ của mình nó được vàng đều. Mình sẽ giảm bớt cái nhiệt khi mà dầu nó đủ nóng rồi ha, thì mình sẽ giảm bớt cái nhiệt cho cái đậu của mình nó được vàng từ từ, vàng đều. Chờ cái đậu nó vàng thì mình sẽ cắt nấm rơm quý vị. Ở đây Nghĩa sử dụng cái nấm rơm nó búp hay nó chưa có nở, thì nấm rơm này nó rất là giòn. Nấm rơm cũng có hai cái cách, một là các bạn có thể trần qua nước sôi, hai là các bạn cũng có thể chao qua dầu làm chín cái nấm. Rồi đậu hũ của mình nó đã vàng rồi thì mình vớt ra. Tàu hũ ki thì miền Nam của mình thì gọi là tàu hũ ki, miền Bắc thì gọi là ván đậu, còn miền Trung thì gọi là phù chúc. Cái này thì ăn cũng rất là béo, rất là ngon và nó cũng sẽ tăng thêm cái hương vị cho cái món salad của mình. Mình chiên cái tàu hũ ki thì mình cũng sẽ không cho vào cùng một lúc giống như chiên đậu hũ, tại vì cái này nó rất là nhanh vàng quý vị, nên là mình sẽ phải cho từ miếng, mình cho nó vừa nổi lên là được. Dầu còn lại mình sẽ chiên cái phần nấm rơm. Mình chỉ cần đảo sơ qua dầu như thế này là nấm của mình nó đã chín rồi. Khi mà mình chiên qua dầu thì cái nấm của mình khi mình trộn salad nó sẽ không có bị ra nước. Còn mình luộc thì mình phải vắt bớt cái nước đi để cho cái salad của mình nó được khô, được ráo nước. Mình sẽ để ở đây cho nó ráo bớt dầu. Tiếp theo thì mình cần có những cái trái cà chua bi như thế này để tăng thêm giá trị dinh dưỡng và màu sắc, để tăng thêm độ hấp dẫn cho cái món ăn của mình. Trái cà chua bi này thì mình sẽ chỉ cần cắt đôi ra thôi. Rồi mình sẽ cho vào luôn ở trong cái món salad của mình. Cần có thêm vài cái lát ớt đỏ để cho cái món salad của mình được đẹp mắt hơn. Ở đây Nghĩa sẽ cho thêm một cái trái ớt hiểm cay vào trong cái nước sốt ha, để tăng thêm cái vị cay. Cho những cái lát ớt này vào trong cái chén nước sốt luôn. Nấm rơm mình đã để ráo dầu rồi, mình cho vào luôn. Cái phần rau má này mình cũng sẽ cho một ít vào trong cái đĩa salad của mình. Cho cái phần đậu hũ và tàu hũ ki vào luôn.
Rồi bây giờ thì mình chỉ cần trộn cái phần nước sốt salad này vào là xong cái món ăn của mình. Nước sốt rất là thơm quý vị, và nó có một cái vị rất là thanh khi mà trộn cùng với cà pháo, đậu hũ, rau má cho ra một cái đĩa salad rất là hấp dẫn, không kém gì món mặn quý vị ạ. Sản phẩm cà pháo của công ty Song Hưng Food á, thì được lên men trong 21 ngày được xử lý qua nhiều công đoạn, thì cái cà pháo của mình mới tăng thêm cái giá trị dinh dưỡng. Sau khi mà mình cho cái phần nước sốt vào rồi, tiếp theo mình sẽ cho cái phần đậu phộng rang, một ít borofi để cho cái món salad của mình nó được thơm hơn. Và mình chỉ cần trộn đều và cho ra dĩa là sẽ có một cái món ăn vừa nhanh vừa ngon. Hôm nay có ông chủ của Song Hưng Food ngồi tại đây, và Nghĩa được biết là anh Tuấn là người ăn chay trường, thì Nghĩa muốn mời anh Tuấn thử cái món này xem có hợp với khẩu vị của anh Tuấn hay không. Cảm ơn chị Nghĩa đã đưa cái món cà đậm đà vậy luôn thành món gỏi. Thì bản thân Tuấn là người ăn chay trường, thấy cái gỏi không mà thấy muốn ăn rồi. Còn ăn với cơm hay với cháo thì sau đó mình sẽ tính sau, nhưng mà giờ ăn thử cái này trước đã. Dạ, mời Tuấn. Tuấn phải ăn luôn cùng với cái cà pháo luôn để cho mình cảm nhận được cái sự hòa quyện lại với nhau. Cho miếng nữa. Dạ được. Khi mà một người thực khách mà xin thêm một miếng nữa của người đầu bếp, cái đó là cái niềm hạnh phúc rất là lớn đó anh Tuấn. Bản thân Tuấn thì từ khi Tuấn làm cà, Tuấn hay ăn cà thôi. Cà với cơm với cháo đúng chị Nghĩa nói, mở ra là ăn thôi. Dạ. Bây giờ đâu ngờ là được kết hợp một cái tinh hoa ẩm thực tuyệt vời gì đâu, nên Tuấn ăn đơn nhiên là sẽ ngon. Tuấn cảm thấy rất là thú vị. Một là nó không có ngán. Dạ. Nó không có ngán, nó vừa cho mình cái cà giòn giòn với lại cái vị chanh nó hơi chua chua, mà kết hợp với cái đậu nữa, với đậu má nó có rau, gần như là nó vừa ăn. Cái thứ hai nữa là đối với những người ăn chay như Tuấn, cái cảm nhận của Tuấn rất là sướng, bởi vì nó mở rộng thêm được một món ăn cho những người như Tuấn, cho những người ăn chay, và có thêm một sự lựa chọn vô cùng chất lượng như vậy. Đó, cảm ơn chị Nghĩa đầu bếp rất là nhiều. Xin chào.